tổng kết lại giống như hồi nãy có chia sẻ của bạn Huyền ha, thì bạn Huyền là một Facebook mới luôn, thì bạn mới lập đó, lúc mà bạn gửi và bạn tham gia, tại vì Tân nói là Facebook cá nhân mà đang có sẵn mà gửi cái Facebook mới luôn, lúc đó mình chờ giờ mới luôn thì đăng mình sợ cũng không có ai coi này, đúng không? Không có ai like, không ai comment thì nó không đạt được cái hiệu quả, đúng không? Lỡ những cái thử thách mà bây giờ nó 100 like thì sao, đúng vậy. Nên là nhưng mà bạn vẫn quyết tâm bạn làm thì một cái Facebook mới luôn, thì lúc đó xem đến đâu đó không, bạn cũng mới kết kết lại những người bạn cũ gì đó, đó tầm mấy chục đấy, trăm hay gì đó, thì coi như là Facebook mới 100 bạn, thì sau 30 ngày thử thách là thì bạn đạt được 975, và hôm nay luôn, chính thức tối nay luôn là ngày 3 tháng 10, đúng không, thì bạn cũng đã cán mốc được đó là 1.000, đúng không, 1.000 à, viết 1.000 bạn. Ủa, sao Tân lại không thấy cái màn hình của Tân? Chờ một tí. Rồi, ok. Này, rất là hay ha, vừa vừa đặt ý 1.000 cái là thế là có 1.000 luôn. Ở khi nó có một cái gọi là thử thách mà, nên nó có cái phần gọi là giống như deadline, và não bộ nó cần deadline. Nên là lúc mà mình làm á, mình thấy ủa sao mình làm ngon quá, mà lúc hết thử thách rồi, lúc hết người đồng hành rồi, thì tự nhiên Huyền mới thấy tự nhiên giờ em làm nó không có gọi là không có sung bằng, đúng không Huyền? Nhưng mà tự nhiên có người nhắc nhắc với có người đồng đội rồi kia hỗ trợ, cái tự nhiên mình rất là dễ đạt được mục tiêu. Cái này gọi là môi trường ha, môi trường tam bảo. Rồi, chúc mừng Huyền nha, đã đạt được 1.000, và anh tin là 1.000 bạn bè này thì sẽ rất là chất ha, bởi vì họ sẽ quan tâm tiếng Anh nè đó, họ sẽ cùng cái nếu cùng cái gu mà em muốn 1.000 người bạn mới luôn cũng càng tốt. À, vừa đồng tư duy luôn. Đây thì thi phạm đây là chị Thảo đi, có chị Thơ nữa, mà chị Thơ lúc chị Thơ chụp em á là chị Thơ không có chụp cái số lượng này, tại lúc đó chị Thơ chưa có bật cái chế độ chuyên nghiệp, chị Thơ chụp không có cái chị gửi em á, nó không có bạn này thì em không đo được. À, nhưng mà chị Thơ nó thì đâu đó khoảng tầm chị Thơ 3.000, thì bây giờ chị Thơ 3.600. Ừ, nên là lúc đầu vào chương trình là Tân nó nói là mọi người nhớ đo lường là chụp cái Facebook cá nhân của mọi người lại, à, để Tân xem là à, cái số lượng bắt đầu của mình là bao nhiêu, nên mọi người nhớ nha, làm cái gì chúng ta không phải đo lường, đúng không? Muốn tăng cân giảm cân cũng vậy, đầu tiên là lên cân trước để đo biết là bao nhiêu ký, để biết là cần tăng bao nhiêu, biết cần giảm bao nhiêu, đúng không? Thì là đầu chương trình Tân đã có nói mọi người là chụp lại cái màn hình này để coi, thì ví dụ như chị Thảo là 3.100, đúng không, 3.100 người theo dõi, còn cái nè cái người đang theo dõi là những cái trang mà chị Thảo đang theo dõi, những cái người khác mà chị Thảo đang theo dõi, hoặc là chị Thảo kết bạn mà họ chưa đồng ý thì nó cũng là theo dõi. Nhưng mà chị Thảo như là tích đó, giờ là đa phần nếu mà sau 30 ngày thì thấy nhìn vậy là sao, thì thực ra là mọi người người khác theo dõi chị Thảo đang có khoảng tầm là gần là 900 người theo dõi chị Thảo, kết bạn với chị Thảo, đúng không? Đồng ý thì nó sẽ đưa vô đó là người theo dõi, đó là đang theo dõi chị Thảo, rất tốt mà. Sau sau 30 ngày mà sau 30 ngày mà được thêm 900 người theo dõi mình thì thấy có tốt mà. Đây là chị Thảo làm rất là siêng ha, chị Thảo luôn hoàn thành các chủ đề đang rất là dụng tâm, và xem mọi người xem này. Nhà mình xem thì có phải là chị Thảo đã thay đổi cái ảnh cover không? Như Tân nói là à, mọi người làm hình đẹp đẹp tí, cái ảnh bìa là thiết kế hình ngang đúng không, và hình ngang này thì nên dùng cái Canva dễ vô thiết kế, làm tách cái phông ra để cái chữ, ví dụ như là mình chưa có cái gì á thì mình để hình mình kèm cái câu đó yêu thích cũng được. À, thì Thảo làm đúng không, cứ có công thức đúng rồi thì làm đúng công thức thôi, à, cứ nghe lời và làm đúng công thức trước đi rồi sáng tạo sau, và đặt mình ở phía bên phải này, à, để nó không bị che, tại nếu mình đặt mình ở phía bên trái á, là cái avatar này nó sẽ che nếu như người khác coi điện thoại, đúng không? Nên chị Thảo làm cứ thế mà làm thôi, được chưa? Nên là chị Thảo làm rất là dụng tâm ha. Nếu mà chị Thảo có xem lại, chúc mừng chị Thảo. Một cây gọi là một một cây rất là điển hình. Đây, ví dụ như anh Khang đầu tháng 9 nè, lúc anh Khang nó có chụp màn hình gửi cho Tân, đó là anh Khang có là 1.400 bạn bè này, người theo dõi này. À, đây là cái ảnh của anh Khang lúc đầu ha, ảnh bìa anh Khang lúc đầu này. Rồi sau 30 ngày thử thách thì anh Khang đã dạt người theo dõi của anh Khang đã lên là 2.200.000, là đâu đó là 800 người, đúng không?
mà 800 bạn. Và anh Khang cũng có đổi ảnh avatar này, cũng khá là chuẩn ha. Đó là ảnh bán thân nè, chính diện nè, mặt vét rất là đẹp trai. Còn cái này là chương trình kem ảnh tham gia, nhưng mọi người nhớ là ảnh bìa mình có thể đổi theo chương trình được nha. Ví dụ sắp mình tham gia, sắp tham gia chương trình đó thì mình cứ đổi được chưa. Còn ảnh avatar thì khoảng tầm 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng đó mình nên mới nên đổi. Còn ảnh bìa thì mình có thể linh động mình đổi được. Nên là anh Khang, anh chúc mừng anh Khang viết bài cũng tăng tương tác tốt hơn nè. Cũng livestream rồi cũng làm một số, gọi là một số cái chủ đề, gọi là một số cái việc gợi ý theo chủ đề rất là tốt, và anh Khang nó dụng tâm để làm, nên là anh Khang cũng đạt được kết quả này. Còn số anh chị nữa thì cũng đạt được kết quả, nên là nếu như anh chị nào mà chưa thì anh chị phải xem lại mình đang có dụng tâm để mình làm hay không, được chưa. Rồi thì nói là bạn chỉ còn cách thành công một công thức đúng thôi. Thì có công thức rồi thì sao, việc còn lại của chúng ta đó là hãy làm đúng công thức. Làm đúng công thức là sao? Hãy làm đúng đủ đều, nhớ nha, hãy làm đúng đủ đều. Đừng có hứng lên rồi làm rồi xong lại nghỉ thì nó sẽ bị đứt cái mạch đó, mà hãy làm đúng đủ đều. Nên là Facebook nó có một cái gọi là hiển thị, gọi là gì ạ, hiển thị liên tục á, nên mọi người phải đăng ban đầu nó cần một cái đà, nên mọi người phải đăng đều mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày để ghi nhận. Thì biết là có anh chị nào nhận được cái thông báo là tăng tương tác, tăng hiển thị liên tục của Facebook chưa, hay là ví dụ như là anh chị là có thể anh chị cài là người sáng tạo số hay người gì đó thì lọt top bao nhiêu phần trăm, đó cũng là một cái việc mà Facebook khuyến khích cho mọi người để mọi người làm đúng đủ đều ha, và nhớ là phải đo lường được thì mới cải tiến được. Anh chị có thể comment xuống ha, thì anh chị phải đo lường được không, nên là chương trình này Tân cũng đo lường anh chị luôn. Tân cũng xem anh chị bắt đầu là bao nhiêu và anh chị kết thúc là bao nhiêu, thì phải đo lường với cải tiến. Thì trong cái Facebook mà gọi là Facebook chuyên nghiệp á, nó có một cái chế độ đó gì ạ, chúng ta theo rồi chúng ta có thể quan sát được các chỉ số là số người, gọi là số lượt hiển thị này đúng không, số lượt tương tác này, số lượt comment này đúng không, thì chúng ta sẽ xem cái bài viết này mình viết dạng này thì cái số lượng tương tác nó tăng rồi. Hay là chị Thơ nói là chỉ chị đăng bài bán hàng thì tương tác ít thì đúng rồi, bởi vì bài bán hàng đó sẽ đầu tiên là nó liên quan dính những cái từ mà bị Facebook hạn chế. Chị Thơ nắm được mà, đầu tiên nhất là vẫn bị dính một số cái từ Facebook hạn chế trước đã, dính cái thuật toán Facebook trước đấy, chưa nói hay không. Thứ hai là gì ạ, thứ hai là đôi khi cái sản phẩm mà chị đăng á là người ta chưa, gọi là nó quen quá rồi, nó không có gì khác biệt, bởi vì người ta thích cái mới cái lạ, cái khác biệt. Ví dụ gì chỉ cần làm cái khác thôi thì họ đúng không, họ sẽ quan tâm rất là nhiều, nhưng mà đôi khi tại cái đất họ thấy rồi mà nó cũng bình thường mà nó không có gì khác biệt hết, là cái tương tác ít. Và mọi người nhớ là thường nên có cả comment, bởi vì mỗi lần comment á, thì cái bài của mình nó sẽ được rate lên một lần nữa. Like thả tim thì cũng tốt, nhưng mà có comment, comment nó gọi là tính về điểm nha. Thì ví dụ như là like thì khoảng là một điểm chẳng hạn, comment thì nó khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 3 đến 5 điểm, anh chị nắm được mà. Và comment nó thì nó sẽ đẩy cái bài lên, đôi khi anh chị bài đã lâu quá, anh chị comment một cái là cái bài anh chị sẽ lên, là có comment tương tác thì cũng sẽ rất là tốt. Nên làm sao để cái bài viết của mình có comment thì hãy đặt gì ạ, đôi khi mình đặt một cái câu nào đó ở cuối á, ví dụ câu hỏi hay câu gì đó chẳng hạn, để gì ạ, để mọi người có thể là tương tác thêm, có thể là sự hài hước cũng được, có sự vui vẻ, có sự kêu gọi cái gì đấy để tương tác thêm. Anh chị nắm được chứ, đôi khi mình đăng một cái câu nói rất là hay kèm một cái hình rất là đẹp, nhưng mà không mọi người thấy đẹp thôi, nhưng mà gì ạ, không có một cái gì mà kêu gọi hết, thì đôi khi họ chỉ like, họ thả tim thôi. Nhưng mà mọi người ví dụ như đặt thêm một cái câu câu hỏi ở đó chẳng hạn, một cái câu kêu gọi, hay là hay để là BS, BS là gì, là tái bút, mà gọi là boss trip ấy. Đó thì cái tương tác của mình nó sẽ tốt hơn. Các bạn nên đăng thì hãy nhớ để ý nha, và làm mình thấy cái bài viết này nó nhiều, ví dụ mình đo lường này, cái bài viết này ví dụ nó nhiều tương tác, nó nhiều like, nhiều comment là mình đang viết cái gì nó hiệu quả, anh chị nắm được không? Và nếu cái nào đang hiệu quả thì chỉ cần đó gì ạ, hãy lặp lại nó, hãy lặp lại nó và cải tiến nó, được chưa. Cái nào đang hiệu quả thì anh chị hãy lặp lại nó, còn cái gì mình thấy là không hiệu quả lắm thì bắt đầu hãy cải thiện nó, cải tiến nó, đổi lại một cái khác. Thì Thơ nắm được chưa, nếu mà thấy bài của mình ít đó, thì đổi lại cách viết khác, chứ đừng có ráng ráng viết theo cái đó nữa, được chưa. Nên là hãy làm đúng đủ đều, và đo lường cải tiến liên tục. Rồi ví dụ như Hưng ở đây này,
bây giờ nếu như sao, nếu như Facebook của bạn là một số người bạn tiêu cực thế thì thôi, mạnh dạn làm luôn một cái Facebook mới và kết lại những cái người bạn học của mình nè, kết lại những người bạn đồng tư duy và bắt đầu làm và lặp lại cái chủ đề, cái chuỗi chủ đề này một lần nữa, thì giống bạn Huyền thôi, sau 1 tháng mà có 1.000 bạn thì có ngon không? Tự tin làm lại thôi, kết Ngon bạn ạ. À? Mọi người hãy làm đi. làm được mà đúng không? Huyền làm được thì các bạn cũng làm được. Huyền năm nay bao nhiêu nha? 99 đó Dạ. Huyền. Huyền năm bao nhiêu nè? Em sinh năm 97 chín bảy đó, bạn còn bảy. trẻ cứ làm, dù trẻ ở đây dù là trung niên, thực ra mọi người chỉ cần mọi người muốn mọi người đều sẽ làm được hết, đặt ý ha, đặt mục tiêu ra rồi dạ rồi cứ thế tiến lên, mà đương nhiên là phải cần có người dẫn dắt, cần có đồng đội nó thì sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, chứ làm một mình thì nó chỉ thời gian đầu sẽ mọi người làm không thấy hiệu quả, mọi người dễ bị tụt mút đó. Nên là Hưng lập một cái Facebook mới đi. Facebook của Hưng không đo được, không bật được chế độ chuyên nghiệp, không đo được thì em không làm được cái này, em rất là khó làm được cái này. Thì thôi làm mạnh dạn luôn, làm một cái mới, không sao hết, cứ quay trở về không mà làm lại một lần nữa, và đặt ý là một sau 1 tháng tôi sẽ có 1.000 bạn. Vừa mọi người vừa chăm viết bài nha, vừa phải chăm đi kết bạn thêm những người mà đồng tư duy ấy. Thì tôi gợi ý vậy để mọi người, nếu như anh chị nào là Facebook mới anh chị cứ tự tin anh chị làm cho tao.